Lý Tiểu Lộ dẫn trai về nhà ngủ qua đêm sau 3 năm cắm sừng Giả Nãi Lượng. Sáng ngày 10 tháng 5, trang Sohu đã có bài viết gây sốc khi chia sẻ những hình ảnh cực kỳ nóng hổi làm dấy lên nghi vấn Lý Tiểu Lộ đang có tình mới. Cô nàng còn được cho là đã dẫn tình mới về nhà ngủ qua đêm khiến netizen xứ Trung dậy sóng. Theo bài đăng của Sohu, vợ cũ Giả Nãi Lượng bị bắt gặp hẹn hò với một mỹ nam trẻ tuổi. Cả hai cùng nhau đi siêu thị và xem phim vô cùng tình cảm. Hiện tại, danh tính của mỹ nam này vẫn là một ẩn số với người hâm mộ. Tuy nhiên, netizen đều cho rằng Lý Tiểu Lộ lại ngã vào lòng một phi công trẻ. Tuy nhiên, cặp đôi này không chỉ cùng đi ăn và xem phim. Sau buổi hẹn hò, paparazzi phát hiện ra chàng trai này theo chân Lý Tiểu Lộ về nhà riêng. Cả hai qua đêm với nhau tại đây, tới tận ngày hôm sau vẫn chưa rời khỏi khu nhà của Lý Tiểu Lộ. Hiện tại, Lý Tiểu Lộ vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tình ái mới này. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung cho rằng nếu như đây là sự thật, Lý Tiểu Lộ quả thật có đường tình duyên dài dằng dặc với các trai trẻ, từ Giả Nãi Lượng kém cô 2 tuổi cho tới PG One kém 11 tuổi. Đầu năm 2018, Lý Tiểu Lộ khiến cả làng giải trí rúng động khi lộ ảnh qua đêm với rapper PG One kém cô 11 tuổi. Cặp đôi được cho là đã ăn tối thân mật cùng nhau. Sau đó đến nhà PG One ngủ qua đêm, đến 8 giờ sáng hôm sau Lý Tiểu Lộ mới rời đi. Khán giả yêu quý Giả Nãi Lượng cho rằng anh đã bị cắm sừng và trút lên Lý Tiểu Lộ vô số lời chỉ trích. Trước sự bực tức của khán giả, Giả Nãi Lượng đã phải lên tiếng bênh vực vợ trên mạng xã hội. Nam diễn viên viết, bất kể là vợ chồng, cặp đôi đang yêu hay bạn bè muốn đi được bên nhau lâu dài, thì sự tin tưởng lẫn nhau luôn là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu con người Tiểu Lộ, tôi cũng tin tưởng tất cả bạn bè của mình, tôi tin tưởng tất cả đều đẹp đẽ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Lý Tiểu Lộ cũng lên Weibo phân trần rằng không chỉ một mình cô đến nhà PG One mà còn có nhiều người khác gồm em trai của PG One, nữ diễn viên Mã Tô và nhà biên kịch đến từ Đài Bắc. Tất cả đều họp bàn về việc chuẩn bị làm một bộ phim về hip hop. Cô cũng bày tỏ lần sau sẽ rút kinh nghiệm để giữ ý khoảng cách hơn khi xuất hiện với người khác giới, tránh gây hiểu lầm, đồng thời cũng cảm ơn chồng đã thông cảm và hiểu mình. Về phía PG One, anh chàng cũng lên Weibo phân trần để thể hiện sự trong sạch. Nam rapper cho biết luôn coi Giả Nãi Lượng như anh trai và coi Lý Tiểu Lộ như chị dâu. Họ rất thân thiết với nhau như người một nhà. Thế nhưng giấy chẳng gói được lửa. Đến tháng 10 năm 2019, Lý Tiểu Lộ và PG One lộ nhiều clip nóng khiến netizen bàng hoàng. Cả hai thậm chí còn mặc áo đôi, ôm ấp, dựa sát vào nhau. Khoảnh khắc khiến dân tình giận sôi hơn cả chính là lúc Lý Tiểu Lộ và tình trẻ kém 13 tuổi trao nhau nụ hôn, giống như một cặp tình nhân thực thụ. Có lẽ không thể chịu đựng thêm nữa. Khoảng một tháng sau, Giả Nãi Lượng tuyên bố ly hôn, quyền nuôi con gái thuộc về Lý Tiểu Lộ. Đến bạn thân của Lý Tiểu Lộ là MC Mã Tô, người từng ra mặt bênh vực cô năm xưa cũng cảm thấy nhục nhã. Nữ MC công khai xin lỗi Giả Nãi Lượng. Hậu ly hôn với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ từng tiết lộ mình từng cố gắng tự sát vì quá đau khổ và áp lực vì bị dư luận dồn ép, chửi bới. Tuy nhiên, vì con gái, cô vẫn gắng gượng sống và giờ đây, sau bê bối ngoại tình, Lý Tiểu Lộ trở nên vui vẻ và thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Không đóng phim cũng chẳng có hợp đồng quảng cáo. Lý Tiểu Lộ giờ đây kiếm tiền bằng cách livestream bán hàng, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng công chúng sẽ tẩy chay. Điều này cho thấy Lý Tiểu Lộ vẫn cả kiếm được bộn tiền dù cánh cửa vào showbiz đang ngày càng hẹp lại.